vốn chủ sở hữu bạn ạ thì nó có tất cả là 8 nguồn nó có 8 nguồn bạn nhé nó có 8 nguồn để tạo ra vốn chủ sở hữu thứ nhất là vốn góp từ từ các cổ đông tức là khi người ta chụp lại với nhau đồng lòng làm thì các cổ đông cùng góp vốn đấy là nguồn đầu tiên từ vốn chủ sở hữu hai là nguồn từ nội sinh nội sinh bạn ạ tức là mình kinh doanh sản xuất nó có lãi lấy lãi đấy đập lại vào gốc để để phát triển tiếp thì như thế nó gọi là nội sinh đúng không ạ? Chia một phần còn một phần gì ạ? Bỏ lại để đầu tư, đúng không ạ? Thì đó là nội sinh tức là sinh từ gốc mà ra, đúng không ạ?